Nói chung về chúng ta muốn sạc bình, chúng ta chỉ cần cắm hai cực vô, xong rồi ta cắm điện vô là xong. Khi đầy sẽ tự động ngắt. Ba ba ngắt là cái khoảng mà 10% cho tới 80% dung lượng bình á, thì nó sẽ sạc gọi là nhanh. Rồi từ khoảng 80% tới 95% nó sẽ sạc theo sạc cái bình thường, sạc bình thường ha. Từ 10 đến 80 sẽ là sạc nhanh, từ 80 tới 95 sẽ là nó sẽ sạc bình thường cho các bạn. Rồi từ 95 tới tới khi đầy luôn, nó sẽ sạc chậm ha. Chào các bạn, hôm nay sẽ giới thiệu bạn cái bộ sạc ắc quy 12V. Thì bộ này rất là hay luôn. Nó xịn hơn, rất là xịn hơn cái loại cũ mình giới thiệu bạn rất là nhiều ha. Vì loại này đây mình cho bạn xem. Cái hiệu của nó là Forsu các bạn. Hiệu của nó là Forsu ha, đây. Là cái sách hướng dẫn nó bằng tiếng Trung Quốc thôi. Bộ này sẽ có mình nói chơi ngắn gọn các bạn hiểu nè. Bộ này sẽ sạc được bình từ 4 AH cho tới 100 AH, đây 12V 4 AH đến 100 AH đó. Thì nó sẽ có những chức năng sau đây nè: thứ nhất là tự ngắt khi đầy, thứ hai là chống chống bị chập cực, đây dụng chống chập cực như này, chập chống gì hay không cũng không sao hết, không bị gì hết. Thứ ba là chống ngược cực, nghĩa là sao? Nghĩa là ví dụ ta ghim nhầm cực vô đây vẫn cũng không không sao luôn. Rồi cái thứ tư là có chức năng khử sulfat, dùng để phục hồi bảo dưỡng những cái bình ắc quy bị sulfat ở bình ắc quy cũ ha. Rồi đó là những cái chức năng gọi là chính của nó, những cái chức năng gọi là khá là hay của sạc ắc quy này. Thì loại này gọi là sạc ắc quy điện tử các bạn ha, sạc ắc quy điện tử ha. Sẽ có một cái quạt tản nhiệt luôn ha, có quạt tản nhiệt ở đây rất là mát, không bị xông sợ bị gì hết, không sợ bị nóng. Rồi ở đây nếu chúng ta mà chỉ sạc thôi, không không khử sulfat á, khử sulfat chỉ dùng cho những cái bình mà cũ thôi, với lại lâu lâu mới khử một lần chứ không phải mỗi lần sạc một lần khử các bạn ha. Những bình mà cũ cũ xíu với lại lâu lâu chúng ta mới khử một lần chứ không phải là mỗi lần sạc một lần khử. Rồi ví dụ đây đây thì cái nguồn điện vào nó sẽ khoảng 200 anh tối là khoảng 75W ha, nguồn điện ra khoảng 13,8V tới 15,5V, tùy theo nó sẽ tự động điều chỉnh theo cái bình của bạn luôn ha, tự động điều chỉnh luôn mà không chỉnh chân tự nó tự động cho luôn các bạn. Thì dòng sạc tối đa phải được khoảng 5A ha, này của Trung Quốc nhưng mà dùng rất là tốt các bạn, dùng rất là tốt luôn, mình dùng rồi rất rất là nhiều người dùng rồi, rất là tốt luôn các bạn, cực kỳ ngon luôn, thì các bạn luôn, giá nó cũng không quá là mắc. Rồi sạc được bình từ 4 tới 100 ha, 4 AH tới 100 AH, bình này của mình chỉ có 3 AH thôi, theo lý thuyết là không có sạc được nhưng mà mình không có bình nào để test nữa, rồi mình phải mở từ xe ra để test cho mọi người, hướng dẫn mọi người cho nó dễ á. Rồi cũng sạc đại luôn, dùng test đại cho các bạn luôn chắc là không sao đâu ha. Rồi đầu tiên á, theo cái nguyên tắc chung á, cái nguyên tắc mà sạc á là chúng ta luôn luôn là cặp cái que vô trước rồi chúng ta mới gắm cắm điện vô ha. Cái sạc nào cũng vậy chứ, dù bạn dùng sạc cơ hay sạc điện tử, dùng hãng nào cũng vậy chứ, dù là sạc điện thoại cũng gì nữa, sạc điện thoại cũng vậy luôn, sạc laptop cũng vậy luôn ha, là ta đều cắm vô bình trước khi chúng ta mà sạc. Rồi mình sẽ cắm thử cho các bạn xem ha. Đây mình sẽ để gì cho bạn dễ nhìn đi ha, để gì đi ha, các bạn dễ nhìn đây, đúng cực này ha, nếu mình cắm đúng cực nó sẽ ra cái gì đây, que que này nó có bảo vệ các bạn ha, que này rất là chắc chắn luôn. Rồi chân dương vô đây, chân âm vô đây, rồi đây là mình cắm đúng cực ha, thì nó sẽ hiện như đây là hiện số volt nè, là 13V nè, đây nó hiện số volt 13V nè, và nhiệt độ của cái mạch của bộ sạc á, nhiệt độ của mạch sạc hiện tại á, là 16V, là 16 ở 16 đi 16 độ C ha. Còn cái bình hiện tại bây giờ là 13V cũng đầy nè ha. Cũng khá đầy rồi nè ha. Rồi. Dụ chúng ta cắm ngược cực thứ là sao ha? Mình sẽ cái này để cho bạn không có thấy được đây. Rồi, sẽ cắm thử cắm ngược cực coi. Không sao. Rồi, ngược cực lên ha, đây. Mà đảo chiều lại này nha. Đó, đảo chiều lại nè. Cực này cực dương nè, mình cắm que đen nè. Cực này cực âm nè, mình cắm que đỏ nè. Đúng vô. Thấy nó không sẽ không lên gì hết. Đây. Không lên gì hết ha, không lên gì hết luôn. Đó, đó là chức năng chống ngược cực. Rồi, nếu mình ghim điện vô ha. Rồi. Bây giờ là mình ghim điện vô, nếu các bạn sạc bình thường, ví dụ mình giờ mình là người muốn sạc cái bình nè. Dù bây giờ mình muốn sạc cái bình bình thường thôi, không cần làm hết, chỉ cần sạc thôi.
khi đẩy thì tự động ngắt. Chúng ta sẽ làm như sau: chúng ta sẽ cắm chân đỏ vô đây, cắm chân đỏ vô đúng cực ha, đầu tiên cắm đúng cực trước, rồi rồi nó lên điện lên số phải không, xong chúng ta cắm cái chui này vô ô điện, rồi như vậy là xong. Như vậy là nó sẽ tự động sạc chúng ta khi nào đẩy tự động ngắt. Đây hiện tại báo full luôn nè, tại vì bình mình 13V là full rồi. Đây hiện tại báo full luôn ha, không sạc được, không có sạc được cái gì, không có sạc luôn thì vì nó đầy rồi. Rồi rồi nếu đây mình sẽ tiến hành thử chập que cho mình xem. Đây rồi, sẽ thành chập thử hai hai cái đầu lại coi nó có bị hư không nha. Đây, không sao thấy vậy, đây mình chập lại nè đó, nhưng nó vẫn báo không có gì hết, không có gì hết luôn ha, không có gì hết, nó bình thường thôi nè đó. Thế là mình chập lại nó không sao ha. Rồi thử cắm ngược cực vô đây thì sao, cắm ngược cực nè, ngược cực ha, sẽ báo lỗi các bạn ha, báo lỗi nè, nó báo lỗi liền ha, phao ha. Nếu chúng ta có cắm điện vô, có cắm điện nè với lại cắm ngược thì nó sẽ báo lỗi, còn nếu chúng ta không cắm điện, chúng ta gỡ điện ra thì nó sẽ không có báo gì hết. Đây, không có gì hết ha. Còn nếu ta cắm đúng thì nó sẽ hiện số volt lên. Rồi, nói chung cũng khá là dễ để sử dụng các bạn. Rất dễ sử dụng luôn á. Ta chỉ mua về ta chỉ cần cắm đúng cực. Đây, cực dương vô cực dương. Cắm ngược cực cũng không sao cả, ta có thể cắm lại ha. Cực âm vô cực âm không bị hư. Đây. Rồi. Cắm đúng cực như vậy nè, xong rồi. Ta cắm vô ổ điện. Như vậy là có thể sạc được rồi, xong rồi đó. Đó, sắp vô điện rồi. Đấy, thì đã bò là báo full luôn. À, nếu nó không full nữa thì nó sẽ có hiển thị cho chúng ta số dòng bao nhiêu, số volt bao nhiêu. Nói chung là này nó đầy luôn rồi, bình này có bình đầy luôn rồi, không có báo được mọi người. Để mình lần sau mình sẽ kiếm một cái bình hết điện mình test cho mọi người xem ha. Rồi nếu chúng ta muốn chức năng khử xung phát á, chức năng mà khử phát nói các bạn để mà bảo dưỡng bình á, thì chúng ta bấm vô nút repair này ha, bấm vô. Rồi, đó nó sẽ bích bích này ha, thì đang khử xung phát nè đó, đang khử xung phát. Đây là quạt gió sẽ quay, đây có quạt gió hô kêu hù hù các bạn, biết các bạn nghe không chứ, mình hù hù đó. Rồi nó hiện tại đang khử xung phát nè, đây để chữ bu nè là khử xung phát nè, ta bấm lại cái này nó sẽ về không, không khử nữa ha. Đây 13,8V đầy rồi, bệnh mình đầy các bạn. Rồi cũng có rất là nhiều về chức năng rồi ha. Nói chung là bình này hiện tại cái bình của mình nó không có hết điện để chúng ta thử cho bạn xem, thì lần sau mình sẽ kiếm cái bình nào đó hết điện mình thử cho bạn xem cho coi nó sạc như thế nào ha. Nói chung về chúng ta muốn sạc bình chúng ta chỉ cần cắm hai cực vô, xong rồi ta cắm điện vô là xong, không cần bấm nút này, nút này về để khử xung phát thôi chứ không phải để chứ không phải bấm vô mới sạc nha. Vậy chỉ cần cắm vô, cắm này vô, xong rồi cắm điện vô là xong, không cần làm gì hết, khi đầy sẽ tự động ngắt. Có một cái hay nữa bạn, nghĩa là nếu cái bình chúng ta thấp điện á thì nó sẽ sạc nhanh, còn nếu bình ta nó đầy điện lên, đầy lên đầy nó đầy lên thì nó sẽ sạc chậm lại, sẽ sạc chậm lại đến khi nào đầy luôn nó sẽ tự động ngắt. Dù bình chúng ta đang bị cạn đi thì nó sẽ sạc nhanh vô cho bệnh ta nó lên nhanh lên tới một cái khoảng nào đó chậm lại à, như 80% rồi, nó sẽ chia ra ba ba ngắt là từ 0% cho tới 80, mà thường ít ít ai xài tới 0% lắm, khoảng 10%. Cái khoảng mà 10% cho tới 80% dung lượng bình á thì nó sẽ sạc gọi là nhanh. Rồi từ khoảng 80% tới 95% nó sẽ sạc theo kiểu là từ từ, bình sạc kiểu bình thường, sạc bình thường ha. Từ 10 đến 80 sẽ là sạc nhanh, từ 80 tới 95 sẽ là nó sẽ sạc bình thường cho các bạn. Rồi từ 95 tới tới khi đầy luôn nó sẽ sạc chậm ha. Vì vậy sẽ bảo vệ bình rồi của chúng ta không có bị hư ha, ha bảo vệ bình của chúng ta các bạn ha. Rồi bộ sạc này mình thấy cũng khá là ok, bạn dùng cầm rất là chắc tay, bạn nào sạc thì nên mua loại này, sạc từ bình từ 4 tới 100W ha. Rồi video mình tới đây cũng kết thúc thôi, bình này nó đầy không có test được gì cho nhiều, có các bạn nhiều ha, thì nó sẽ nó chống ngược cực đồ rất là hay luôn, chúng ta cắm vô thì nó sẽ không có cái gì hết nè ha. Khi mình gỡ cái que ra thì nó sẽ không có gì hết nè, không có gì hết. Rồi rồi sẽ tự động nhận diện bình cho các bạn luôn, không cần phải chỉnh gì hết ha. Rồi video kết thúc, bạn nào cần hãy liên hệ mình ha. Rồi chào các bạn. Rồi ha.
chung là bình này hiện tại cái bình của mình nó không có hết điện để chúng ta thử cho các bạn xem. Thì lần sau mình sẽ kiếm cái bình nào đó hết điện mình thử cho các bạn xem cho coi nó sạc như